Ông Trump chỉ trích vợ chồng Obama, xấu tính. Cựu Tổng thống Trump chỉ trích vợ chồng người tiền nhiệm Obama, xấu tính vì họ đã công kích ông trong các bài phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ. Ông ấy xấu tính với tôi. Bà Michelle cũng xấu tính. Họ thật khiến người khác khó chịu, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc meeting ở Arizona ngày 23 tháng 8, đề cập tới vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama và Michelle Obama. Trump cũng chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tháng 11, vì liên tục công kích ông trong bài phát biểu nhận đề cử của bà. Trump nói Harris đã nhắc tới tên ông 21 lần trong bài phát biểu hôm 22 tháng 8. Cựu Tổng thống Mỹ nói với đám đông ủng hộ rằng các cố vấn đã khuyên ông bám sát vào chính sách, đừng tập trung vào công kích cá nhân. Tôi đáp lại rằng họ đang công kích tôi kịch liệt và mọi người khuyên tôi không nên nhằm vào chuyện riêng ư. Tôi phải nhắm vào vấn đề cá nhân, vì họ làm như vậy với tôi. Tại sao họ được phép hành động vậy còn tôi thì không? Họ gọi tôi bằng những cái tên tồi tệ, Trump nói. Trong các cuộc meeting gần đây, Trump đã hỏi những người ủng hộ rằng liệu ông có nên tiếp tục công kích cá nhân bà Harris hay không. Các cố vấn và đồng minh của cựu tổng thống trong khi đó liên tục khuyên ông nên tập trung vào các vấn đề chính sách, những điều cử tri quan tâm. Ông Trump và gia đình Obama là đối thủ chính trị trong nhiều năm, được cho là có mối quan hệ cá nhân tệ vì Trump từng thúc đẩy giả thuyết sai sự thật rằng ông Obama không sinh ra ở Mỹ. Phát biểu trong đêm thứ hai Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở thành phố Chicago hôm 20 tháng 8, bà Michelle Obama nói ông Trump là người được tận hưởng tài sản kế thừa lớn nên không hiểu giá trị của việc nỗ lực lao động. Ông Obama chỉ trích người kế nhiệm, không ngừng than vãn về các vấn đề của mình, sợ thua Phó Tổng thống Kamala Harris, lan truyền các thuyết âm mưu và có nỗi ám ảnh kỳ lạ về quy mô đám đông. Ông Obama ví ông Trump như một người hàng xóm làm ồn, gây khó chịu và cho rằng ứng viên đảng Cộng Hòa chỉ quan tâm đến bản thân mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.